mạnh quá thì nó sẽ tạo ra những cái vết lám ấy, léo đấy, chia sẻ anh em này đấy, nhưng phải là đi thì chạy nó mới ngon được, nó mới nhẹ chân, chứ còn thay côn không cũng không giải quyết được vấn đề nhá. Cái này bắt buộc phải can thiệp sâu hơn một chút, đó là cái gì, láng bánh đà đấy, và căn chỉnh lại. Chào tất cả các bác nhá, em là Sông Quân Bánh đây. Hôm nay là chia sẻ anh em là làm cái bệnh của con xe Mitsu Jolly đời 2005 nhá. Đó là bệnh đi đạp chân côn là cứng này, đi giật này, và đồng thời là xe yếu máy này, đi thả chân côn ra là sượng này và lì không lên được tốc. Thì qua quá trình kiểm tra thì em đã tư vấn cho anh em đó là con này bộ côn của nó kém rồi, và bản ép của nó là côn bản ép IT là kém thực sự rồi. Thì đây hôm nay em hạ số xuống và đã kiểm tra cho bác thực tế luôn. Thì đây, trước tiên là cái bộ côn của bác ấy, đây đây côn này đi nó cắn hết vào cái lăng kề nhá anh em nhá. Đấy, và thay gồm những cái này, bản ép này, lá côn này, BT này. Đấy, và bác đi này, cháy hết tất cả các cái bề mặt này. Với những cái bản ép này nhá, đã cháy đến cái tầm này không thể sử dụng này, đốm này anh em nhìn nhá. Đấy, anh em nhìn kỹ nhá, đốm này. Đấy, không không cần, đốm này, đấy. Và nó cháy đen thì là không thể dùng được nhá. Cái lá côn này nó cũng mòn rồi, đến đinh tán rồi nhá. Đấy, thì muốn lấy được cái lá côn này thì em phải hạ được cái hộp số này xuống, hạ được hộp số xuống và vệ sinh sạch sẽ cho các bác cái loa này trong, và thay cho bác cái BT này. Đấy, chạy lâu ngày nó sượng và nó sẽ tạo ra cái tiếng kêu xe xe khi đạp côn nhá. Đồng thời thay cho bác cái bộ côn hàng Nhật nhá, hàng tốt thôi. Đấy, chạy tí tã luôn. Con này bác chạy bánh đà nó kém quá rồi, bác chạy mòn hết bánh đà rồi, đây cháy đây. Những con nào nó có vết cháy đây em phải láng lại này. Anh em này, đấy, láng này, những cái vết cháy của nó này, đấy đi láng này, nó cháy mạnh quá thì nó sẽ tạo ra những cái vết lám ấy, léo. Đấy, chia sẻ anh em này, đấy nhưng phải là đi thì chạy nó mới ngon được, nó mới nhẹ chân, chứ còn thay côn không cũng không giải quyết được vấn đề nhá. Cái này bắt buộc phải can thiệp sâu hơn một chút, đó là cái gì, láng bánh đà đấy, và căn chỉnh lại. Thì con Jolly này bên em sẽ làm 3 mục. Một là láng bánh đà, hai là coi như là thay lá côn và FPT và vệ sinh hệ thống. Và đồng thời bác cái dây côn này này, em sẽ phải thay cái dây côn này cho bác ấy nhá. Đấy, dây côn này, dây côn hàng tốt cho bác ấy nhá. Đấy, vì cái dây côn của bác ấy nó đến ngày là đạp trong quá trình đây, cái dây côn này, dây côn này, dây côn bác ấy chạy nó côn nó nặng, đạp trong quá trình đạp nhiều nó sẽ giãn cái vỏ này ra và nó cũng là tạo ra đi không chuẩn, rất rất sượng, vào số lúc được lúc không và ra số. Đấy, thì hôm nay em làm video này chia sẻ anh em một chút về con Jolly, con Jolly nhá, đời 2005. Con này là máy phun điện tử rồi, turbo rồi nhá. Đấy, chạy đời này bốc hơi tốn xăng một tí, anh em chơi những cái xe cỏ chơi đời này thì nó rất lành, gầm bệ chắc chắn,